Đúng như những kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, trận Super Match giữa Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội đã diễn ra với tính chất chuyên môn và cảm xúc rất cao. Trước sự chứng kiến của đông đảo cổ động viên cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo trên khán đài, cầu thủ hai đội đã trình diễn thử bóng đá rực lửa, đầy tốc độ khi liên tục đôi công ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Phút 31, sân Thống Nhất nổ tung khi Kelly Alves ghi bàn trên chấm penalty để mở tỷ số. Bàn thắng tưởng chừng đã mở toang cánh cửa tới ngôi vô địch cho Chiến Hạm Đỏ. Thế nhưng bi kịch xảy đến khi Đỗ Văn Thuận phải nhận thẻ đỏ. Mất đi nhạc trưởng số 14, Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức mất kiểm soát ngay trong tuyến và câu lạc bộ Hà Nội nhanh chóng đưa trận đấu đi theo quỹ đạo của mình. Hai bàn thắng của Quang Hải phút 65 và Pape Oma ở phút 68 đã khiến Sân Thống Nhất câm lặng. Nhưng khi hy vọng cho Thành phố Hồ Chí Minh tưởng như đã tắt thì tình huống phạt góc ở phút cuối cùng đã thay đổi tất cả. Phút 90+4, từ quả phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Công Thành băng vào dũng mãnh để đánh đầu hiểm hóc, sang bằng kết quả hòa 2-2 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chơi Thống Nhất tưởng như nổ tung. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Trung Huy Sông duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League. Là một tân binh ở mùa giải này, nhưng Viettel đã chứng tỏ cho những đội bóng còn lại trong mùa giải thấy rằng họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Đặc biệt, sân nhà hàng đấy đang là chỗ dựa vững chắc cho đội bóng quân đội khi 17 trong tổng số 23 điểm hiện có của Viettel là giành được trên sân nhà. Chính vì vậy, cuộc tiếp đón đội áp chót trên bảng xếp hạng Quảng Nam được xem là cơ hội tốt để Viettel giành chọn 3 điểm. Và đúng như dự đoán, các cầu thủ Viettel đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà. Ngay từ những phút đầu tiên, Viettel đã tổ chức được một thế trận vượt trội. Tuyến giữa của đội bóng trong tay huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên với sự cơ động đến từ Hoàng Đức và sự chắc chắn của Trọng Đại đã giúp Viettel kiểm soát rất tốt thế trận. Các khán giả trên sân hàng đấy cũng không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn mở tỷ số. Phút 24, từ đường truyền vượt tuyến xuất sắc của Quế Ngọc Hải, tiền đạo Bruno đã có pha chạy chỗ thông minh và dứt điểm bằng đầu mạnh mẽ, đánh bại thủ môn Văn Cường. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi Viettel vẫn là đội nắm quyền kiểm soát chủ động trên sân. Họ cũng đã có thêm những pha dứt điểm nguy hiểm từ phía Hoàng Đức hay Duy Thường, nhưng tất cả đều không thể trở thành bàn thắng. Không những vậy, đến phút 78, Quảng Nam bất ngờ có được bàn cân bằng tỷ số sau pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Rodrigo Dias. Pha lập công của cầu thủ người Brazil đã ấn định tỷ số hòa 1-1 của trận đấu. Đánh rơi 2 điểm một cách đáng tiếc trên sân nhà, nhưng Viettel vẫn có được vị trí khá tốt ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Quảng Nam vẫn dậm chân ở vị trí áp chót và ngay từ lúc này, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ phải nỗ lực hết sức để thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng. Tình huống thứ hai thì cầu thủ Quảng Nam đã không còn mắc sai sót. Cú dứt điểm là của Rodrigo. Bên cạnh chung kết sớm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì vòng 18 World Cup 247 V-League 2019 còn chứng kiến một trận cầu hấp dẫn khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách cam go trên sân của một trong những đội bóng có thành tích sân nhà tốt nhất mùa giải, đó là câu lạc bộ Thanh Hóa. Tưởng như đội bóng phố núi sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chính thầy trò huấn luyện viên Lee Tae-hoon mới là người sở hữu những cơ hội nguy hiểm đầu tiên với tình huống đối mặt không thành công của Minh Vương ở phút thứ tư. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 27 khi Felipe Martin mang lại quả phạt ngay sát vòng cấm câu lạc bộ Thanh Hóa và Xuân Trường đã có pha đá phạt đẳng cấp mở tỷ số cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thế trận trong những phút tiếp theo diễn ra khá cởi mở. Phút 48, hàng hậu vệ của đội bóng phố núi đã phạt bóng trúng người Rimario đi ngược về lưới nhà và trọng tài đã công nhận bàn thắng được ghi cho người cũ của Hoàng Anh Gia Lai ở một tình huống khá nhạy cảm. Nhưng một lần nữa, Xuân Trường lại khiến người hâm mộ phải nhớ đến mình khi hoàn tất cú đúp từ chấm đá phạt ở phút thứ 75, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng phố núi. Không chịu chấp nhận một trận thua trên sân nhà, các cầu thủ Thanh Hóa liên tục tràn lên phần sân đối phương và có bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 85 do công của tiền đạo Ramos. Nhưng chỉ 5 phút sau đó, ngoại binh người Đức lại trở thành tội đồ khi phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Rất may rằng trên chấm phạt đền, Kim Mông Jin đã không thể chiến thắng được thủ thành Lương Bá Sơn. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-2, thì chỉ chưa đầy 1 phút sau đó, Ban Toàn có pha đột phá tốc độ trước khi càng ngang dọn gỗ cho Minh Vương ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong sự vỡ hòa của cầu thủ
ban huấn luyện cũng như người hâm mộ đội bóng phố núi. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai tạm thời vươn lên đứng thứ 10 với 22 điểm, trong khi đó Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2019. Ở những trận đấu còn lại, Nam Định một lần nữa cho thấy sức mạnh khủng khiếp của họ ở mùa giải này trên sân nhà Thiên Trường khi đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-0. Quảng Ninh sau trận thua Hải Phòng ở vòng đấu trước vẫn chưa thể lấy lại phong độ khi chỉ giành được một điểm trước đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng Sanna Khánh Hòa. Ở một diễn biến khác, Đà Nẵng nhẹ nhàng hạ gục Sài Gòn trên sân Hòa Xuân trong một trận cầu 5 bàn thắng. Chuỗi hai trận thắng liên tiếp của Hải Phòng đã bị chặn đứng khi để thua trước Becamec Bình Dương trong chuyến hành quân xa nhà với hai bàn không gỡ. Như vậy, sau 18 vòng đấu, cục diện ở hai đầu bảng xếp hạng không có nhiều sự thay đổi. Hà Nội bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn đầu khi để Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa vào phút cuối trong trận đối đầu trực tiếp. Khoảng cách mong manh một điểm giữa hai đội đứng đầu tiếp tục được duy trì. Còn phía cuối bảng xếp hạng, Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa vẫn tiếp tục là hai cái tên được xướng danh cho vị trí cơm đen đỏ. Hai trận hòa cho mỗi đội ở vòng 18 không thể cải thiện được vị trí của họ hiện tại. Hoàng Anh Gia Lai với 3 điểm có được tạm thoát hiểm ở thứ hạng 10, qua đó đẩy Sài Gòn xuống vị trí thứ 12. Khu vực giữa bảng xếp hạng có sự thay đổi tương đối lớn. Nam Định với chiến thắng ngọt ngào trên sân Thiên Trường đã bứt tốc mạnh mẽ lên vị trí thứ 5. Còn đội bóng bại trận trước họ ở vòng đấu này là Sông Lam Nghệ An đã rơi tự do xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa với trận thua ngay trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai đã để mất vị trí thứ 4 vào tay SHB Đà Nẵng. Trải qua 18 vòng đấu, V-League 2019 vẫn cho thấy sự khốc liệt của mình với những cuộc đua đầy hấp dẫn. Ai sẽ là nhà vô địch? Ai sẽ là kẻ phải rời bỏ sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ? Tất cả sẽ có ở những vòng đấu tiếp theo. Đừng quên theo dõi trên các kênh YouTube VPF Media, Facebook và YouTube Nextport để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của V-League 2019. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Thêm một lần nữa Bruno lại thể hiện cái duyên của mình.
Minh khi chơi trên sân hàng đấy. Trận đấu thứ 3 liên tiếp tại V-League, nếu cộng thêm cả trận đấu ở cúp quốc gia thì đã có 4 trận liền trên sân hàng đấy Bruno ghi bàn cho đội bóng quân đội. Rất bất ngờ. Nếu không nhầm thì đó là đường truyền của Quế Ngọc Hải.